Bộ đội Bình Xuyên, tác giả Hồ Sơn Đài, Đỗ Tầm Trương, Hồ Khang, giọng đọc Hải Yến, số 10. Chương 6. Chiến khu ma và cuộc thanh trừng. Chiến khu rừng xác nằm ở đông nam thành phố Sài Gòn, mảnh đất của những rừng xác bạt ngàn mọc trên đất đai lầy thụt. Có những củ lao gò nổi, vắng thưa bóng người, đượm màu sắc hoang liêu cô biệt. Sau khi địch đánh rộng ra xung quanh, phá vỡ các tuyến mặt trận bao vây thành phố, nhiều cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể kháng chiến cùng các nhóm vũ trang đã rút về đây, dựa vào thế hiểm yếu của địa hình trụ bám và tiếp tục hoạt động. Chiến khu rừng xác ra đời trở thành nơi đứng chân của hàng chục cơ quan, đoàn thể, đơn vị võ trang, là vùng rừng có tổng diện tích 60.000 hecta trải trên địa bàn 3 huyện thuộc 3 tỉnh khác nhau, nối thông với những dải rừng rồng rậm rì trong thế trận đồ bát quái, với hàng trăm ngàn sông rạch lớn nhỏ, trong đó quan trọng nhất là sông Lòng Tàu, huyết mạch nối Sài Gòn với Biển Đông. Chiến khu rừng xác chiếm giữ vị trí có tầm quan trọng về quân sự, chính trị, kinh tế đối với cả ta và địch. Đây từng là nơi tập kết quân của người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ, là căn cứ của nghĩa quân Trương Định, là giang sơn của những tay hảo hán giang hồ. Bọn thống trị đã ngán sợ và kinh hoàng mỗi khi nghe tên những vùng tử địa như An Thịt, An Thổ, Bà Kiểng, Bà Đãi, Bà Nghĩa, Rạch Lá, Lý Trung, Lý Ngãi nằm trong rừng xác. Khi chiến khu rừng xác hình thành, bao chứa nhiều đơn vị lực lượng võ trang, trong đó có bộ đội Bình Xuyên, vùng đất này càng trở thành nỗi lo sợ nhức nhối trong tâm não của bọn xâm lược Pháp. Không ít lần chúng xua quân tấn công, hòng tiêu diệt, nhưng mọi nỗ lực quân sự đã không đem lại kết quả. Từ đầu năm 1948, thực dân Pháp chuyển hướng chiến lược chiến tranh, từ đánh nhanh giải quyết nhanh sang đánh kéo dài, tập trung lực lượng bình định vùng đã chiếm đóng và lấn chiếm vùng tự do của ta. Một trong những biện pháp nhằm thực hiện chủ trương trên là sử dụng thủ đoạn chiến tranh gián điệp kết hợp với các đòn tiến công bằng kinh tế, chính trị, quân sự, làm tê liệt, vô hiệu hóa chiến khu của ta, làm cho chiến khu của ta trở thành chiến khu hình thức, chiến khu ma. Chiến khu rừng xác là một trong những đối tượng số một của kế hoạch này. Và Lê Văn Viễn lọt vào mắt xanh của Pháp. Lê Văn Viễn, tự Bảy Viễn, sinh năm 1904 trong một gia đình địa chủ ở xã Phong Đức, huyện Cần Duộc, tỉnh Chợ Lớn. Như bao con cái trong một gia đình giàu có, tuổi thơ của Bảy Viễn trôi trong nhung lụa. Tính khí ngỗ ngược hơn bè bạn cùng trang lứa, cậy thế ở gia đình, Viễn lêu lổng, ít học hành. 13 tuổi, Viễn bỏ nhà đi bụi, lang bạt giữa thành phố Sài Gòn đen đỏ. Thoạt đầu, Viễn quẩn quanh khu vực trường đua Phú Thọ, tiếp xúc với đám trẻ lưu manh, tiêm nhiễm những thói hư tật xấu của giới bụi đời, học được cách kiếm tiền một cách bất chính. Khi trở thành một thanh niên cường tráng, Viễn đã có xung quanh một đám đàn em đông đảo, hành nghề trấn cướp xe đò, ghe thương hồ, đột nhập các tiệm vàng ở vùng Chợ Thiếc, An Bình, bến Hàm Tử, vùng dọc theo đường Phạm Thế Hiển từ cầu Rạch Ông đến cầu Mật. Dữ dằn, táo tợn trong cung cách hành nghề, hoang tàn trong tiêu xài tiền bạc, Bảy Viễn nhanh chóng trở thành tay anh chị có cỡ, khiến nhiều băng nhóm khác phải kiêng nể. Tiền bạc do kiếm dễ như thò bàn tay, lấy vật trong túi, Bảy Viễn sắm 3 chiếc lô ca sông, mở rộng địa hạt làm ăn xuống tận vùng nông thôn, quận phía nam Sài Gòn, nhằm vào đám tiểu chủ, hương cả, chủ tiệm vàng. Như nhiều anh chị bấy giờ,
Bảy Viễn không ít bận vào tù, ba lần bị kết án từ 10 đến 15 năm khổ sai, bị đầy ra Côn Đảo, Bảy Viễn đều trốn ngục, kết bè vượt biển trở lại đất liền, tiếp tục nghiệp cũ. Về phương diện đó, nhà tù Pháp cũng góp phần làm cho Bảy Viễn càng thêm nổi tiếng. Lại Hữu Tài, tức Năm Tài, một nhân viên phòng nhì Pháp được giao nhiệm vụ tiếp cận và lung lạc Bảy Viễn. Vốn là nhân viên của ti mật thám Sài Gòn, hồi trước cách mạng tháng 8, Tài chẳng lạ gì Viễn. Đôi lần, chính hắn đã giúp Viễn thoát vòng tù tội. Nợ ân thì trả nghĩa, đó là mặt tích cực trong luật giang hồ. Cách mạng tháng 8 bùng nổ, Tài theo về với Bảy Viễn, phần vì nghĩa cũ, phần vì lượng sức mình, chí kém mưu nông. Bảy Viễn trọng dụng Tài, ban cho Tài chức Tổng Thư Ký Mặt trận địa phương Sài Gòn Chợ Lớn. Từ năm 1946, giặc Pháp xúc tiến thành lập Mặt trận Quốc gia Liên minh, thâu góp các đảng phái phản động, tập hợp bọn tay sai, bọn đầu hàng, bọn phản bội. Trong bối cảnh này, địch tìm cách nắm Bảy Viễn, đưa Bảy Viễn len sâu vào chiến khu rừng xác, lôi kéo và nắm lấy các đơn vị bộ đội có thành phần hợp thành, vốn là dân anh chị giang hồ trước đây, tạo thành bộ phận cùng với bọn phản động trong giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo, hình thành trên một liên minh cả về chính trị lẫn quân sự, tạo nền tảng cho Mặt trận Quốc gia Liên minh phát huy tác dụng, làm hậu thuẫn cho sự tồn tại của chính phủ Bù Nhìn. Thượng tuần tháng 2 năm 1946, nghe tin bộ đội Bình Xuyên vừa từ Bến Tre trở về, Dương Văn Dương không còn nữa, Trần Văn Đối tạm thời giữ chức chỉ huy trưởng bộ phận hành quân. Bảy Viễn và Năm Tài đằng sau là phòng nhì Pháp, cho rằng đây là cơ may để thực hiện ý đồ bá chủ Bình Xuyên. Sau khi liên hệ với Trần Văn Đối tìm sự hậu thuẫn trong bộ đội Bình Xuyên, Bảy Viễn rời Vườn Thơm Chợ Lớn, đem theo toàn bộ lực lượng về đóng tại An Thới Đông trên khu vực Tát Cây Mắm. Cách tiềm nhập nửa úp nửa mở của lực lượng Bảy Viễn không khỏi khiến nhiều người trong bộ đội Bình Xuyên xì xào, dị nghị. Với sự có mặt của Bảy Viễn cùng các thủ đoạn của y do Năm Tài dàn dựng, khối đoàn kết gắn bó của bộ đội Bình Xuyên bắt đầu bị ảnh hưởng. Trong đội ngũ cán bộ chỉ huy, Bảy Viễn đã lôi kéo được một số người. Sau khi thất bại trong ý định đoạt chức tư lệnh Bình Xuyên, cùng với bộ đội Bình Xuyên, Bảy Viễn đem lực lượng của mình theo về khu vực rừng rồng quận Châu Thành, Bà Rịa. Chẳng bao lâu, Viễn và Tài tách khỏi bộ đội Bình Xuyên, rời núi Eo Ông, đưa quân về hạ trại ở Ba Rồng, vùng Nam xã An Thới Đông, nơi giáp với xã Lý Nhơn thuộc địa bàn rừng xác. Tại đây, bộ đội Phú Thọ được Nguyễn Bình quyết định tổ chức thành chi đội 9 do Lê Văn Viễn làm chi đội trưởng. Lại Hữu Tài được Bảy Viễn trao chức bí thư của Bảy Viễn. Ngày 12 tháng 4 năm 1946, thay mặt Bộ Tư lệnh Khu 7, Nguyễn Bình gửi thư cho Bộ Chỉ huy Liên chi đội 2 và 3 Bình Xuyên, chính thức chấp nhận kết quả bầu Dương Văn Hà làm chỉ huy trưởng của cuộc họp các cán bộ chỉ huy bộ đội Bình Xuyên. Đầu tháng 6, toàn bộ bộ đội Bình Xuyên về lại rừng xác, đóng cách chi đội 9 của Bảy Viễn 10 km đường chim bay. Trong khi đó, tại tổng hành dinh của Bảy Viễn xuất hiện thêm một nhân vật mới, Lại Văn Sang. Lại Văn Sang tức Tư Sang là anh ruột của Tài. Bảy Viễn cùng Tài, Sang giáo giết mua chuộc, lôi kéo thêm một số người trong ban chỉ huy các chi đội, đại đội, dùng số người này để tiếp tục tăng cường ảnh hưởng trong đơn vị. Vào trung tuần tháng 6 năm 1946, nhân danh chi đội trưởng chi đội 9, Bảy Viễn mời chi đội trưởng chi đội phó các chi đội 2, 3, 4, 7, 21, 25 đến Ba Rồng bàn việc lập liên quân các chi đội với lý do để thống nhất và tăng cường lực lượng đánh Pháp. Chính trị viên các đại đội, thành viên của ban chỉ huy chi đội không được mời. Vào hội nghị, chương trình nghị sự gây bất ngờ đối với không ít người dự họp.
thay cho việc lập liên quân các chi đội đặng tăng cường sức mạnh đánh Pháp như giấy mời ghi rõ, hội nghị xoay qua bàn việc thống nhất các chi đội về một mối do Bảy Viễn quản lãnh. Phần vì nể trước sự tiếp đãi của chủ nhà, phần vì chưa lường hết những gì sẽ xảy ra sau đó, đa số đại biểu đã xuôi theo đề nghị của Bảy Viễn. Hội nghị quyết định thành lập liên khu Bình Xuyên, bao gồm lực lượng các chi đội 2, 3, 4, 7, 21, 25 và cử Bảy Viễn làm tổng chỉ huy. Bộ đội Bình Xuyên, tên gọi của bộ đội Dương Văn Dương và bộ đội Nguyễn Văn Mạnh, nay trở thành danh xưng của cả những đơn vị vốn không phải Bình Xuyên. Danh từ Bình Xuyên từ đây được dùng để chỉ cho tất cả các chi đội nêu trên. Trước thời điểm xuất hiện liên khu Bình Xuyên, ngoài chi đội 2 và 3 mang tên Bình Xuyên và chi đội 7 vốn ở đất Bình Xuyên, Chánh Hưng, các đơn vị khác chưa có tên bộ đội Bình Xuyên. Chi đội 4 có tên bộ đội Bà Quẹo, bộ đội Mười Chí, thoạt đầu hoạt động vùng Bà Quẹo, Gò Mây, Vĩnh Lộc. Lực lượng của Bảy Viễn lúc đầu gồm 11 trung đội mang tên bộ đội Phú Thọ, bộ đội Bảy Viễn. Chi đội 21 ban đầu là bộ đội Ông Thìn hoặc bộ đội Tư Hoạnh, còn chi đội 5 là bộ đội An Điền hay bộ đội Tư Ti. Cùng với diễn biến ngày càng phức tạp trong lòng chiến khu rừng Sác, tại chiến khu D và quân khu Đông Thành, địch đẩy mạnh cuộc tiến công nhằm vào khu vực đặt sở chỉ huy khu bộ khu 7. Các cuộc chiến đấu chống càn diễn ra quyết liệt và liên tục. Trong tình hình đó, Tư lệnh Nguyễn Bình nhận được báo cáo của Bảy Viễn, trong đó trình bày diễn biến và kết quả hội nghị Ba Rồng. Thay mặt Bộ Tư lệnh, Nguyễn Bình nhất trí kết quả của hội nghị thành lập liên khu Bình Xuyên. Đồng thời, để tranh thủ thêm lực lượng bộ đội đông đảo này và cá nhân Bảy Viễn, ông báo cáo với cấp trên đề nghị bổ nhiệm Tổng Chỉ huy Liên khu Bình Xuyên Lê Văn Viễn giữ chức khu bộ phó khu 7. Trong thâm tâm, ông muốn đối xử với con người này như đối với Dương Văn Dương trước đây. Từ sau hội nghị Ba Rồng, khu vực gần địa bàn xóm Tiều và xung quanh thuộc xã Lý Nhơn, nơi đặt tổng hành dinh Liên khu Bình Xuyên, huyên náo hẳn lên. Trong khi các đơn vị cơ quan, ban ngành trong chiến khu hết sức khó khăn thiếu thốn, thì tình hình tại đây khác hẳn. Hàng quán mọc lên, người qua kẻ tới tấp nập. Ngày lễ đón nhận quyết định đề bạt khu bộ phó, Bảy Viễn tổ chức linh đình. Đây là dịp Bảy Viễn khuếch trương thanh thế, đãi đằng khách khứa gần xa, tiệc tùng ăn uống kéo dài suốt tuần lễ. Hai anh em Tài Sang, Suối Viễn đặt các trạm thu thuế lâm sản trên địa bàn rừng Sác nhằm lấy tiền nuôi lính, hình thành các ban địch vận, trừ gian và tình báo trực thuộc tổng hành dinh liên khu. Dù vậy, bọn cầm đầu phòng nhì và Bảy Viễn vẫn không sao chi phối được phần lớn cán bộ chiến sĩ trong 7 chi đội thuộc quyền, không tách nổi đa số các chi đội khỏi hệ thống chỉ huy trực tiếp của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, càng không thể biến các chi đội đó thành lực lượng thù địch với nhân dân, với kháng chiến. Tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị viên trong các chi đội đã tích cực hoạt động và phát huy vai trò hiệu lực của mình trong công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng và tổ chức bộ đội. Trước tình hình này, bọn phòng nhì Pháp quyết định giành thế chủ động. Thông qua Tài Sang, chúng Suối Bảy Viễn lập ra Bộ Tham mưu Tổng hành dinh khu bộ phó khu 7. Về thực chất, Bộ Tham mưu sẽ hoàn toàn thuộc quyền chi phối của cơ quan phòng nhì Pháp, sẽ là nơi chúng tổ chức và triển khai thực hiện các thủ đoạn nhằm biến rừng Sác thành một chiến khu kháng chiến trên hình thức chiến khu ma, nơi tập kết lực lượng phản cách mạng. Tháng 3 năm 1947, lấy tư cách Tổng Chỉ huy Liên khu Bình Xuyên và khu bộ phó khu 7, Bảy Viễn triệu tập chỉ huy trưởng 7 chi đội thuộc quyền về tổng hành dinh liên khu tại Tắt Cây Mắm họp hội nghị. Trong hội nghị này, Bảy Viễn trình bày trước đại biểu dự thảo nghị quyết thành lập Bộ Tham mưu trực thuộc Tổng hành dinh Liên khu Bình Xuyên, đồng thời là Tổng hành dinh khu bộ phó khu 7 trên địa bàn chiến khu rừng Sác. Theo dự thảo nghị quyết,
7 chi đội đứng trong liên khu Bình Xuyên phải chịu sự lãnh đạo chỉ huy trực tiếp của Bộ Tham mưu này. Bộ Tham mưu có toàn quyền xây dựng phương hướng, kế hoạch quân sự, có quyền điều động lực lượng, điều động sắp xếp đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong 7 chi đội. Bộ Tham mưu có nhiệm vụ thay mặt các chi đội trực tiếp nhận mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên và ngược lại báo cáo toàn bộ tình hình các chi đội lên cấp trên. Mọi chủ trương, đường lối, chính sách, mọi mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên gửi xuống đều qua Bộ Tham mưu xét duyệt, phê chuẩn mới được chuyển xuống các chi đội. Bộ Tham mưu có tài chính riêng của mình, các chi đội sẽ được phân phát một khoản tiền theo điều kiện ngân quỹ cho phép, không thành quy định thông lệ. Cuối cùng, dự thảo nghị quyết quy định, Bộ Tham mưu có cơ quan tư pháp riêng, tất thảy mọi chi đội trong liên khu phải quán triệt, giáo dục cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị mình, đoàn kết với lực lượng võ trang giáo phái Cao Đài, hòa hảo. Hội nghị tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo. Từ đây, sự thao túng của bọn tài sang tay sai Pháp do phòng nhì điều khiển, Bộ Tham mưu Liên khu Bình Xuyên đóng vai trò não bộ, vạch ra và tổ chức thực hiện các hoạt động ngày càng tách xa con đường kháng chiến. Sau khi cán bộ tham mưu được lập và đi vào hoạt động, vùng Tiều, xã Lý Nhân, ngày càng nhiều khách lạ lui tới. Họ không chỉ vào ra văn phòng Bộ Tham mưu mà còn xuất hiện cả ở ban chỉ huy các chi đội 9, 21 và 25. Mỗi người khách đều có một vệ sĩ súng dắt hông theo cạnh như hình với bóng. Tại bất cứ nơi nào khách đến, chủ đều dành cho họ sự thủ tiếp ân cần, tỏ tấm thật tình với khách, tạo cho khách các điều kiện thuận lợi nhất để khách thực hành công vụ. Chiếm phần đông trong những khách lạ trên đây là sĩ quan và các nhân viên, các chuyên gia thuộc phòng nhì Pháp, các chuyên gia về chất nổ, về công binh, về các hoạt động đặc biệt. Nổi bật trong số này là Lâm Ngọc Đường và Maurice Thiên. Lâm Ngọc Đường còn được gọi là chàng công tử Bạc Liêu. Ngày 9 tháng 3, 1945, Đường đang là nhân viên an ninh trong bộ máy cai trị của Pháp ở Bắc Kỳ. Khi Nhật đảo chính Pháp, y được cử giữ chức giám đốc an ninh trong chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim. Pháp tái chiếm Nam Bộ, phòng nhì Pháp thâu nhận lại Đường, phong cho hàm trung úy, sĩ quan phòng nhì đặc trách các vấn đề an ninh chính trị. Đường được phòng nhì tung vào rừng xác, tham gia Bộ Tham mưu Liên khu Bình Xuyên, chỉ huy cơ quan nghiên cứu tổng hợp tình hình trên địa bàn chiến khu rừng xác. Cũng trong Bộ Tham mưu Liên khu Bình Xuyên, đứng đầu các ban giám sát do thám trừ gian là một trung úy phòng nhì khác, Tư Thiên. Xuất thân trong một gia đình giàu có, Thiên nổi danh là kẻ ăn chơi ngang tàng, ham mê cờ bạc. Vào làng Tây, y lấy tên nửa Tây nửa ta, Maurice Thiên, rồi phục vụ trong quân đội Liên hiệp Pháp ở Nam Kỳ. Phòng nhì Pháp phát hiện ở Thiêm có nhiều khả năng nghiệp vụ, nên tuyển chọn giao cho đặc trách binh chủng đặc biệt, Commando, tức biệt kích, phòng nhì. Việc đầu tiên mà họ bắt tay thực hiện là biến các trạm thu thuế lâm sản do Sáu Tuấn, con hội đồng Thì, một tay chân thân tín của Bảy Viễn, hiện đang quản lãnh, thành trạm thu thuế lâm sản kiểm soát hỗn hợp về chính trị, quân sự, kinh tế trên khắp địa bàn, có thể vươn ra khống chế. Độc quyền tổng quản của Sáu Tuấn đối với 40 trạm trước giờ bị chia sẻ bởi sự có mặt của các nhân viên an ninh, hạ sĩ quan phòng nhì. Cơ cấu của mỗi trạm cũng thay đổi theo hướng chuyển thành các chốt quân sự. Mạng lưới các chốt chặn này răng khắp mọi nẻo, gây ra biết bao tai họa đối với lực lượng kháng chiến và nhân dân. Giết hại cán bộ chiến sĩ của ta đi công tác, tịch thu giấy tờ công văn, ngăn chặn mọi luồng tiếp tế cho các bộ phận lực lượng kháng chiến bên trong chiến khu. Nhiều lần đã diễn ra cuộc chạm súng giữa lực lượng hộ tống bảo vệ đoàn công tác giao liên với nhân viên các trạm. Trong khi đó, lực lượng của các ban đặc nhiệm, đội đặc nhiệm trực thuộc Bộ Tham mưu Liên khu tiến hành bắt bớ, giết hại dã man cán bộ nhân viên, phá vỡ cơ sở của phân tổng trạm 3 thuộc tổng trạm giao liên liên lạc
của Ban Giao thông Liên khu 7. Phân tổng trạm 3 là một trong ba phân tổng trạm của các tổng trạm giao thông liên lạc trực thuộc Ban Giao thông Liên lạc khu 7 lập ra đặt trên địa bàn rừng Sác nhằm đảm bảo công tác giao thông liên lạc hai chiều giữa Bộ Tư lệnh khu 7 với các bộ phận lực lượng đảng, chính quyền, đoàn thể, các đơn vị võ trang hiện đứng chân trong rừng Sác. Phân tổng trạm 3 đặt ở Tây Nam chiến khu trên địa bàn xóm Tiều, xã Lý Nhơn, đặc trách tuyến giao thông liên lạc kết nối chiến khu rừng Sác với khu bộ khu 7, mà cung đường chính là xóm Tiều qua sông Xoài Rạp, Gò Bầu, rẽ hướng Đông Nam, Tây Bắc, vượt sông Cần Duộc vào quốc lộ 16, kinh chợ Đệm, tới xã An Lạc hoặc xã Tân Kiên, rồi mới nhập vào vùng giải phóng Rồng Trâm, Mỹ Thạnh Đông, Rồng Dinh, nơi đặt bản doanh của khu bộ khu 7. Nhiều đoàn cán bộ chiến sĩ của các đơn vị võ trang, các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể cứu quốc đi công tác trên các tuyến sông rạch thuộc địa bàn Tây Nam chiến khu rừng Sác bị phục kích giết hại. Một số kẻ từng dự các cuộc phục kích gọi tuyến đường giao thông liên lạc ở phân tổng trạm 3 là con đường ngập mình trôi sông. Những năm tháng ấy, trong nước của nhiều dòng sông nơi đây có pha máu của biết bao cán bộ chiến sĩ vệ quốc đoàn, không phải vì kẻ thù mà vì cái gọi là lực lượng kháng chiến. Bộ Tham mưu Liên khu Bình Xuyên còn lập ra 20 ban do thám và trừ gian làm nhiệm vụ ám sát, bắt cóc, quấy nhiễu nhân dân, thu thập tin tức mọi mặt về tình hình của ta để cung cấp cho Bộ Tham mưu xử lý. Đây là một lực lượng khá lớn, mỗi ban có từ 70 đến 100 người, phần lớn là các tay súng thiện xạ. Lực lượng này được huấn luyện kỹ lưỡng và trang bị bằng vũ khí, phương tiện hoạt động tốt, được cung cấp dồi dào về tài chính chi tiêu. Trong thành phần cấu tạo lực lượng của 20 ban này, 35% là hạ sĩ quan và lính biệt động của phòng nhì, còn lại 65% được tuyển lựa trong đám lưu manh côn đồ chuyên nghiệp và trong lực lượng của bảy viễn. Đối tượng tác chiến và địa bàn hoạt động của nó nhằm vào cán bộ chiến sĩ, đảng viên, nhân viên các cơ quan, chính quyền, đoàn thể cứu quốc, các đơn vị võ trang, du kích của ta ở khu vực trong và ngoài rừng Sác. Nhiều nơi, các cơ quan kháng chiến của ta luôn luôn đặt trong tình trạng sẵn sàng đối phó với hoạt động của các ban này. Tình trạng rất căng thẳng. Một trong những đối tượng mà bọn phòng nhì tập trung nhiều công sức để tổ chức ám sát là người đứng đầu lực lượng võ trang khu 7, Nguyễn Bình. Trước đây, chiến sĩ liên lạc của ông đã bị bắn chết trên đường đi công tác. Nhiều lần, phòng nhì Pháp đã xây dựng triển khai kế hoạch để ám sát ông nhưng không thành. Nhân lúc bọn cầm đầu các đảng phái phản động hiệp sức cùng những tên Việt gian phản bội và một số chỉ huy của lực lượng ly khai kháng chiến hiện trụ bám tại các vùng sâu bưng biển ra lời kêu gọi các nhân sĩ, trí thức trong hàng ngũ kháng chiến, các vị lãnh đạo Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ, Mặt trận Việt Minh tham gia hội nghị mà chúng dự định sẽ tổ chức tại một vùng tự do nhằm thành lập Mặt trận Quốc gia Liên minh phục vụ cho mưu đồ của Pháp. Cơ quan phòng nhì của Pháp chớp lấy cơ hội vạch kế hoạch để ám sát Nguyễn Bình. Chúng đạo diễn để đại diện các đảng phái phản động mời chỉ huy các chi đội thuộc Liên khu Bình Xuyên và khu bộ trưởng Nguyễn Bình dự hội nghị. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.